Với lời mời của Việt Nam Tươi Đẹp, thế là Quang Bảo, Hòa Minzy và Hải Triều xách ba lô lên và về Bến Tre ngay. Quê ngoại ở đây, nhưng Quang Bảo vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì thú vị với một ngày hóa thân thành một người Bến Tre chính hiệu. Lâu lâu thì cũng tỏ ra chút rành rọt về quê hương để tự hào giới thiệu cho cô bạn Hòa Minzy về vẻ đẹp, về đặc sản của nơi này. Nhưng đôi khi thì đành phải chào thua trước những màn đánh bắt cá, chèo xuồng hái trái cây cừ khôi của anh chàng Bến Tre Hải Triều. Ngày nào mà cũng được về quê ngoại rong chơi thế này thì sướng quá Bảo ơi. Trái cây đâu? Hả? Trái cây đâu? Hết rồi. Hòa Minh Di ăn. Hay quá em ơi. Ê, chú ba làm gì? Chú ba làm gì? Chú làm gì vậy? Nướng lóc cải mọi người. Cá lóc nướng cười. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Ôi nó còn nhảy kìa. Ôi là cá tươi sống luôn. Bay. Lộn rồi, Bến Tre, về lại. Cái này bao nhiêu rơm mới đủ chú? Khoảng một bó là đủ rồi. Một bó là đủ. Bó nhỏ là đủ rồi. Nướng nhanh không chú? Nhanh lắm. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Ủa chú, mấy con cá này là mình có làm bồ lòng cái lôi ra thôi là mình để nguyên con mình xỉa vô? Nguyên luôn. Cắm nguyên con xỉa luôn đó. Nhưng mà không phải là ướp chứ hả chú? Không cần. Không ướp luôn. Rồi, vậy mới ngọt. Chín hả chú? Ồ. Wow. Trời, một món ăn làm chưa tới 5 phút. Vô. Vô. Mời tất cả anh em mình vô nhà đi ha. Yeah. Nói chung là ngày hôm nay thì ba đứa chúng tôi chỉ biết toàn ăn và ăn thôi, chứ không có giúp được gì hết trơn á. Đúng rồi. Con mời cô chú. 1, 2, 3, vô. Rồi. Đau. 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 Em biết không? Em biết không? Là uống rượu ở dưới miền Tây á, uống một cái xong là phải hà ra xong vỗ đùi một cái. Nhưng mà đừng có vỗ đùi mình, đau lắm. Vỗ đùi người kia. Ê. Nhìn nè. Wow. Tiếp mở hành lên. Rồi. Lóc nướng rơm mà uống rượu đế là tuyệt vời đó. Dạ chính xác. Dạ. Thì con được phép mời cô chú thay mặt cho mọi người. 1, 2, 3. Vô! Con nãy giờ mình làm mấy ly cũng thấy lòng lòng cũng hưng phấn rồi. Giờ mình bắt đầu mình nhai đặc sản rồi mình hát lên. Yeah. Trời ơi, ơi. Ngon ha. Vô! Đúng rồi. Đơn ca tài tử được xem là loại hình nghệ thuật đặc trưng, là món ăn tinh thần đã ăn sâu vào máu thịt, nếp sống của người dân Nam Bộ và cũng là niềm tự hào của bao nhiêu người Việt Nam. Các du khách đã đến thăm Bến Tre thì không thể không thưởng thức dòng nhạc dân tộc này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Gan quặn đau ý.
Một đêm thật ngon giấc tại miền quê Bến Tre. Người ta hay nói, thấy dừa thì nhớ Bến Tre, thấy bông mía trắng nhớ quê Mỏ Cày. Sáng nay, Bảo và Hải Triều không đi đánh bắt cá nữa, mà hứa sẽ đưa Hòa Minh Di đi khám phá một xứ dừa Bến Tre đúng nghĩa, với tất cả những điều thú vị mà dừa đã mang lại cho đời sống của người dân nơi đây. Cái gì mới sáng sớm mà hú mà má đang hơi sưng ý. Tối qua ngủ nhiều quá phải không? Mới cả dậy hôm qua bẩn quá. Ngày hôm nay á, thì anh sẽ dẫn em đi tới rất là nhiều những cái nơi để mà giới thiệu cho em một trong những cái điều mà làm sự nổi tiếng của Bến Tre. Giống như hoa dừa cạn. Wow. Hôm nay là dắt em đi tham quan một cái vườn dừa. Hồi nãy giờ em biết là Bến Tre có rất là nhiều dừa đúng không? Dạ. Em có biết tên của những cái loại đó không? Em chỉ biết dừa xiêm nè. À. Dừa cạn. Dừa cạn là dừa gì? Là cái bông đó bà. Xiêm nè, dừa dứa nè, dừa dâu nè, dừa sáp nè. Đó, rất là nhiều cái loại khác nhau. Còn những loại nữa đó là những loại mới đó là dừa dừa dứa. Dừa dứa? Em biết cái mùi lá dứa không? Có. Đấy. Trái dừa nó thơm mùi lá dứa vậy đó. Ừ, đó là cái loại dừa duy nhất chỉ Bến Tre mới có thôi. Oh. Là dừa dứa. Ở trong cái này có nhiều loại dừa không ạ chú? Nhiều loại. À. Chẳng hạn như dừa này là nó người ta kêu gọi là dừa ta. Dừa ta. Ta, nó tái nó to. À. Đó, còn như dừa này cũng dừa ta nhưng mà nó là dừa lửa. À. Nó tái. Dạ. Cái loại nào uống ngọt nhất ạ? Ngọt nhất là chỉ có dừa xiêm. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đất ở đây là dừa thì đâu cần phải chăm sóc nhiều đúng không? Đúng cứ để cho nó tự lớn. Để tự nhiên là một năm mình chỉ bón phân là giờ tháng này nè, bắt đầu mình bón phân. Yeah. Rải một đợt, rồi gần có như một năm mình rải chỉ hai đợt thôi. Nó có tuổi thọ không chứ? Cây dừa này hầu như là nó không có tuổi thọ. Oh. À, nó như mấy cái dừa lão ngoài kia là người ta cỡ 70-80 năm cả trăm rồi. Thực ra dừa là cỡ đó đó, tầm đó. Oh. Cho nên là cao rồi, cao lắm đó. Cho nên cái thân dừa rất là chắc, em hiểu không? Thân dừa rất là chắc cho nên người ta dùng để người ta làm nhà, người ta xây nhà đồ này nọ đó, làm cái cột chống á, là được mấy chục năm rồi. Cây dừa gắn bó với người dân Bến Tre trong rất nhiều mặt của đời sống sinh hoạt. Khác với nhiều loại cây trái, dừa dễ trồng lắm quý vị, không kén đất nè, không cần chăm sóc nhiều, không đòi hỏi đầu tư phân bón phức tạp, vậy mà vẫn cứ vươn lên, cho quầy đều đặn quanh năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Thật ra ở Việt Nam, cây dừa có mặt từ Bắc chí Nam, nhưng nhiều nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre là nơi có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Hàng năm người ta còn tổ chức lễ hội dừa và còn có cả ngành công nghiệp về dừa. Xin chào các em, hôm nay cô sẽ dạy cho các em môn sinh học. Mới vừa bước vào vườn dừa thì chúng ta phải biết về một cơ bản về cây dừa. Và từ trên cây dừa đến rễ dừa, người ta đều sử dụng hết tất cả mọi thứ. Thứ nhất trên ngọn dừa, đó là lúc đó là cái lá non. Và trong lá non, cái phần non của cây dừa mốt nó mọc lên đó, đó là gọi là củ hủ dừa. Ừ. Cắt làm gỏi đúng không? Đúng rồi, gỏi là ăn. Đến phần trái dừa. Trái dừa để làm gì? Uống. Uống nè. Dừa khô quá thì thứ nhất là làm gáo dừa để chụm củi làm chất đốt. Vỏ dừa người ta làm những đồ thủ công mỹ nghệ rất là dễ thương, giống như mấy con khỉ bình trà này rồi kia. Rồi làm chỉ sơ dừa để làm mấy cái dây thừng á, với lại lưới mà bắt khùng bắt điên nè. Rồi thì rồi tới cọng dừa, đây nè cái lá dừa, cái này thì làm chất đốt. Chất đốt cái lá dừa ở đây nè, mình tước ra thì nó có một cái cọng dừa đây nè. Thì cái cọng dừa này để làm cái gì á thì một chút xíu mình đi mình sẽ biết liền ha. Lá dừa này còn dừa nước thì mới lập nhà, làm mấy cái miếng ấy lập nhà. Rồi tới thân cây dừa, thân cây dừa này mà già rồi mà không còn khả năng cho trái nhiều nữa thì người ta sẽ đốn xuống để làm gì. Thứ nhất người ta xả dọc xuống vậy nè, xả dọc xuống để làm dáng lập nhà. Còn những cây dừa mà chắc nữa nhưng mà người ta về người ta sẽ sơ chế làm cột. Thứ nhất là sơ chế nữa là làm đũa, làm muỗng, làm nĩa, làm cái đồ đấm lưng và đẹp đó cũng từ cái thân cây dừa này ra đó. Còn xuống tới rễ dừa đó thì rễ dừa người ta sẽ cũng làm chất đốt, tại bứng nguyên cây lên mà làm chất đốt, nhưng mà kế bên đó thì nó làm thuốc nhuộm nữa. Thì sơ lược đôi nét về cái vấn đề cây dừa là xài từ trên dưới xài được hết. Bây giờ á, có muốn nước dừa không? Uống nước dừa không thì đi. Ok, hiểu rồi.
Chuyên nghiệp chứ, thằng Dừa chuyên nghiệp. Thì chứ mỗi lần mà đi về Bến Tre á là chỉ uống nước dừa không luôn, uống dừa thấy nước lọc luôn á. Uống dừa tốt mà, ngày nào cũng nên uống một trái, giảm cân. Phong cách uống dừa của người miền Tây, mời em xoay lại uống đi bà. Trời ơi. Đây, đây 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 đây, phải cho Hòa biết cái này. Chú chặt tay con bỏ rồi cái đó cho chú. Cái trái này bị Trăng ăn rồi nè. Đây, trái dừa này bị Trăng ăn rồi. Với cái cơm đó là ăn ngon dữ lắm nha. Đó, cơm thì ăn được nhưng mà không có miếng nước nào hết trơn á. Ừ. Em thử nè. Nó dạng như dừa sáp á. Hoài Minzy và Quang Bảo đã thấy hai Triều chặt dừa rồi, hiểu không? Thì bây giờ cuộc thi cho hai bạn là phải chặt được một trái dừa và chặt gọt ra để mời ekip uống. Ekip nhận xét ổn, ai được? Thắng thì được. Còn ai không thắng sẽ có một cái gọi là hình phạt nho nhỏ. Uống dừa hơi kiếp. Đó, ok, gọt hết rồi kìa. Mình chặt là khỏi uống hết nước luôn á. Chặt, em chặt gà, chặt vịt quá nha. Đầy ý. Tôi cảm thấy lo lắng cho cái số phận của tôi quá. Rồi, xong. Văn quá là văn. Bậy quá rồi, đây, đây, để giúp nhỏ cho trời ơi trời. Sáng ghê á, đây. Rồi xong là hết nước luôn rồi đó. Cái gì hãy điều. Tôi thấy rằng là cái cuộc chiến trong cái vườn dừa này chắc là không bao giờ hết đâu. Tôi đi trước đi. Thôi tôi đi trước đi. Chương trình không nói là nghệ sĩ chơi dơ. Em không đề phòng vấn đề nghệ sĩ chơi dơ. Đúng như nãy giờ, Hải Triều giới thiệu với quý vị tất cả những phần của cây dừa từ thân, hoa, lá, trái, vỏ, xơ, gáo và nước đều có thể sử dụng làm ra được hàng trăm sản phẩm có giá trị trong đời sống văn hóa người dân Bến Tre. Và chúng tôi cũng đang trên đường đến một khu sản xuất ra các vật dụng làm từ dừa rất thú vị. Đây là bên tèn. Bên tèn hả? Đó, thử ra đây là cái gì? Đây là nơi làm chổi ạ. Mày đọc bán trước rồi phải không? Mày đọc sáng không? Không rồi, bây giờ đúng là làm chổi. Hôm nay sẽ dắt hai người đến gặp cô Mộng. Không biết cô đâu rồi, để nhiều hơn mình tìm cô đi. Ôi cô Mộng Mộng ơi. Đó, ôi cô Mộng Mộng ơi. Mộng Mộng đây. Hôm nay tụi con đến đây để tìm hiểu về cái cách thức để làm ra cái giấy như kia. Bảo lấy trong người đỡ gì. Đây. Hoa. Đây một cái giỏ như vậy, muốn làm ra một cái giỏ như vậy nè. Trước nhất là mình phải giũ trà lớn trước để làm cán. Rồi kế đó là trà. Rồi cán đó mình phải quấn như vậy. Đây, đây phải quấn như vậy. Một cây chổi là phải 9 cây như vậy. 9 cây? Thì con làm nhiều hơn thì sao con? Không được, nó ra không ra cán được. Có nghĩa là phải 9 cây vậy. Đó, bắt đầu làm. Đó. Dạ, bẻ theo đó, mình uống. Không, mình bó vô, bắt đầu mình lấy cái chân lên bẻ. Đó. Tại vì là bó thẳng, xong rồi mình mới đem cho mình bẻ nó ra. Đó, bẻ ra. Rồi, cái này hoàn toàn là thủ công hết không ạ? Đúng rồi. Cho nên nhiều khi bó chổi xong thì cũng tốn tiền dầu, sức cái đầu gối. Đúng vậy luôn. Cái này là mình quét sân hay là mình quét trong nhà? Cái này con thấy đúng rồi, quét lá liếc sân chùa. Chi mô là quét nước mưa. Nước mưa mà cầm cái chổi mà sạc á. Còn nếu mà gặp bão bùng rồi thì mình quét đất cái mưa nước. Dạ, lùa nước đó đi. Còn cái này mà gặp mà ai lì lì thì cũng sạc được luôn. Đó, dạ đúng rồi. Cái này là công đoạn gì cô? Công đoạn thứ nhất.
Vũ ngay đây, nắm ngay đây. Là cái cán nè. Còn đây là cái trà nè. Dạ. Đây. Đây là cái trà, tại nó thấp là nó phải làm trà mới được. À là đó. Mấy cái cây mà nó thấp hơn thì làm trà. Rồi đúng không hả? Hoa, vô em. Đó. Cầm sẵn chổi trên tay nè. Chỉ rồi mà không biết làm là hiểu ha. Đó. Rồi. Cầm lên. Cầm cái phần đầu thôi. Nó xà. Cầm cái phần đầu thôi. Ở trên thôi, rồi lắc. Kéo lên. Kéo lên. Rồi. Đó. Ghê chưa? Tin ơi. Bỏ qua đây. Rồi, đi vô đây, bỏ chổi đi. Wow, tay ai cũng phanh phách luôn. Rồi bây giờ bên đây là cái gì cô? Đây là bó. Đó, đang bó đó. Trời bó mà sao lẹ quá vậy? Trời ơi, máy là không kịp luôn đó. Từ từ, mình phải làm chậm lại một xíu cho em nhìn được không? Lẹ cầm cước đúng không? Ừ. Rồi. À, chính cái trà mới hồi nãy rồi bỏ thêm lá vô nữa. Hồi nãy chính là cái cán đó, cái cọng đó mới bỏ cái trà ngắn mình lại. Tính ra mình làm một cái chổi như thế này á, là mất khoảng bao lâu cô hả? 5 phút. Cái gì? 5 phút một cái chổi hả? Trời ơi. Anh nghĩ là em vô ngồi thử làm luôn đi Hòa. Ờ đúng rồi bà. Em vô em thử coi là có cô làm sao. Em vô thử đi. Vô đây nè, đây nè, vô qua đây nè. Đi, vô qua đây nè. Rồi Hòa vô. Nào vô. Rồi từ từ nè, bây giờ lật cái này ra nè. Giữ cái ông cước lại, vậy lật cái này ra. Đó, đó. Bóng kia lên, bóng kia lên. Bóng miếng kia lên. Từ từ từ, canh, phải canh trước. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Em có nhìn thấy này không? Có. Phải đặt cái này lên đây trước. Đây chứ không có đúng không? Trời ơi Bảo ơi. Đó đúng rồi, đúng gì mà nói. Bóc từ tép. Bóc từ tép. À rồi, đây lấy cái này đúng không? Cho cái này vào đây đúng không? Mày vào đây. Ôi rồi gãy rồi. Từ từ nhẹ nhàng tới Hoa. Thật sự thì làm nó không có được đâu. Em thấy là làm thì đến cái mức mà làm được nhanh như các cô ở đây thì nó phải chai sạn đi rất là nhiều. Đây á, người ta gọi là chỉ sơ dừa. Cái dừa người ta lột cái vỏ ra ở ngoài đúng không? Thì là gọi là cái vỏ dừa. Cái vỏ dừa người ta phơi khô. Người ta phơi cho khô và phơi cho dốt dốt. Là nó hơi khô mà còn ẩm ẩm á. Xong người ta mới bỏ vô máy, người ta đánh lên. Người ta đánh tơi ra thì cái lớp vỏ ngoài á, cái lớp cứng ngoài thì ta dục đi. Thì cái lớp này là lớp sơ ở trong. Nó còn gọi là chỉ sơ dừa. Dừa rất là đa dạng, có thể được làm được rất là nhiều các loại thủ công mỹ nghệ khác nhau. Vừa nãy là ở lá dừa đúng không? Nãy là mình làm chổi được nè. Tóm lại mà ngồi mà kể ra thì kể không biết bao nhiêu mới đủ. Mà không chỉ là chỉ làm và sản xuất tại Việt Nam. Sản xuất tại Việt Nam xong rồi sau đó còn xuất khẩu ra nước ngoài nữa. Xuất khẩu nước ngoài. À. Ngày hôm nay thì làm dây thừng. Đây, qua bên đây. Qua bên đây sẽ thấy. Dây thừng á? Dạ. Sơ dừa này thì giờ như là để thành sản phẩm của nó là lưới sơ dừa. Lưới sơ dừa. Để làm gì anh hả? Đó là để xuất khẩu. Người ta sử dụng nhiều nhiều cái chuyện đó mà trải thảm là trải ống xói mòn. À cái này là xe sợi ra nè. Về đây mọi vật dụng từ bàn ghế, lọ hoa, ấm trà, gáo nước, nhạc cụ, tranh treo đến trang sức, quà lưu niệm cũng có thể được làm từ dừa. Nhiều mặt hàng đã được xuất khẩu và được khách du lịch rất yêu thích. Đối với những người con Bến Tre như Bảo và Triều thì có lẽ không cây nào mà hữu dụng đến thế. Nhờ sự hữu dụng này mà bà con Bến Tre cũng có nhiều việc làm hơn, đời sống được nâng cao hơn. Chúng ta đã đi tìm hiểu về coi như là dừa có tác dụng như thế nào trong đời sống, kinh tế của người dân Bến Tre rồi. Đúng không? Vậy thì bây giờ một cái điều không thể bỏ qua đó chính là dừa có vai trò như thế nào trong ẩm thực của Bến Tre. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc dừa cho các con. Cô có nước mặt đi. Trên đường đi vô bếp nấu ăn á thì bây giờ ta đi ngang qua một trong rất là nhiều cái hoạt động vui chơi khu được sinh thái này. Nhìn này các bạn em thấy không? Là mọi người là mặc áo bà ba vô xong rồi là bắt đầu là chèo thuyền hát bảo bà ba coi.
chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm. Không, dẹn ra, không được, hai đứa con không được yêu nhau, hiểu không? Ủa, sao đóng ra gì ghẻ đây vậy trời, muốn lọt luôn á. Nhiều người, người ta từ ở tỉnh khác, người ta cũng tới đây để mà người ta thể tham gia những cái loại hình du lịch như thế này. Ở kia em còn nhìn thấy có cả sân khấu nữa. Đúng rồi, rộng lắm. Đây là để tấu hài á, tối nay mình tấu hài không? Có. Tự làm luôn hả? Kiếm tiền luôn bọn. Tính ra đây là cái khu du lịch sinh thái bự nhất của tỉnh Bến Tre. Bây giờ á là ở Bến Tre và tất cả các vùng miền Tây á, hồi đó thì còn cầu khỉ với cầu dừa nữa. Cầu dừa em có thể thì, có nhưng hai mà bây giờ là xóa cầu khỉ làm cầu đan hết rồi. Cầu khỉ á, thì chỉ còn ở trong mấy miền vùng sâu vùng xa nó vẫn còn cầu khỉ. Ẩm thực Bến Tre nổi tiếng nhất là ẩm thực dừa, với rất nhiều món ăn, thức uống được chế biến từ dừa mà không có địa phương nào sánh được. Nước cốt dừa béo ngậy là một trong những loại nguyên liệu chủ đạo được dùng rộng rãi trong việc chế biến các món ăn ở Bến Tre, từ những món mặn kho, xào đến các món gỏi, canh, kiệm và cả tráng miệng nữa. Chúng tôi cùng nhau vào bếp và học các cô bác ở đây chế biến thật nhiều món ăn đặc sản ở Bến Tre từ dừa. Tan 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 tan. Đây là coconut bạc tì của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Đây là ớt lá cách, nước cốt dừa. Bánh xèo làm bằng nước cốt dừa. Đây là ốc đắng trộn với cơm dừa. Dừa luôn hả? Dạ, đây là tép rang nước cốt dừa ban nãy Kiều làm. Còn đây, đây là một món đặc sản. Đặc sản thôi không? Không, dạng như ở Bến Tre mới có nhiều. Đó là kiểm nước cốt dừa. Đó là kiểm nước cốt dừa gồm có tất cả các loại đậu với các loại củ với nước cốt dừa. Ủa, cái gì dừa luôn á? Dừa hết, nay là tí dừa mà. Quả dừa lại uống dừa hả? Không, quả dừa đây mới đặc biệt. Tôm ớt nước cốt dừa. Triều có biết là Bảo đang trong quá trình giảm cân không? Mà Triều còn bắt bảo ăn một cái món ăn nhiều Triều, như vậy. Triều đã hỏi rồi, đây là low carb, chế độ low carb. Low carb. Ăn sẽ được 6 muối, nhưng là muối sầu riêng. Muối sầu riêng. Đây là món gỏi củ hủ dừa. Còn món cuối cùng đây. Rượu hả? Rượu dừa. Thơm lắm. Thơm muốn xỉu. Một cái ngày mà trời mưa rả rích như thế này, uống rượu là số 1 luôn. Làm ơn mời an tọa. Rồi. Làm ơn luôn hả? Mời an tọa là mình mừng luôn. Đúng rồi, chứ mình ngồi đây chi đó, đúng không? Và bây giờ coconut bạc ti xin được phép bắt đầu ăn. Kệ nó đi. Nè, về kia tập 6 muối sao, cậu bây giờ là ăn hết đi. Nè, hỏi Minh Di nè. Ngon quá à. Ngon không? Tao nói nó béo dã man luôn á. Cái mùi nước cốt dừa nó ngậy lên mà coi như ăn mà. Còn sao? Riêng tôm hấp. Tôm tươi đã ngọt rồi. Hấp nước dừa nó ngọt hơn nữa. Mà nói đây là một cái sự kết hợp rất là hay luôn á. Tại vì con ốc á, rồi là ốc đắng, đúng không? Cái vị nó hơi nhẫn nhẫn chút xíu. Cho nên là khi mà mình trộn với lại bắp chuối thế này, rồi mình trộn với lại cơm dừa, thì cái vị ngọt của cái cơm dừa nó ra, thì nó sẽ làm cho rất là hòa quyện. Nó rất là hài hòa cái món ăn này luôn. Mà ăn rất là béo, rất là vừa miệng. Đúng rồi, tại vì cái cơm dừa này là cơm dừa chưa dắt nước cốt. Nó vẫn còn là cái vị ngọt của nó. Đúng rồi, từ miếng rồi. Đây, múc ra. Cảm ơn Việt Nam Tươi Đẹp với bữa tiệc dừa thịnh soạn này và cả chuyến hành trình về xứ dừa Bến Tre thú vị nữa. Đúng với lời đồn, không đâu người dân thân thiện, hiền hòa và chân chất như người miền Tây. Cũng không đâu mà cây trái ngọt lành, tôm cá đầy sông, món ngon nhiều khắp như miền Tây. Cảm ơn chàng trai Bến Tre Hải Triều đã làm hướng dẫn viên nhiệt tình nhất quả đất và cảm ơn cả Hoàng Minh Di đã luôn mang lại dư vị vui tươi cho hai chàng trai trong cả chuyến hành trình. Chắc chắn đây sẽ là một chuyến thăm quê, chuyến du lịch đáng nhớ nhất cho tất cả chúng tôi. Bến Tre chính là xứ dừa của Việt Nam. Bến Tre tươi đẹp. Woo!